Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào cái thông tin liên quan đến thợ đào đi Thì thợ đào sau khi mà bán liên tục trong thời gian là cả tháng qua thì các bạn thấy được là thợ đào Bây giờ hầu như cũng đã bắt đầu hết hơi rồi Chúng ta nhìn vào từ ngày 3 Tây cho đến bây giờ thì các bạn thấy được là cái số lượng bán càng ngày càng giảm xuống Thợ đào bây giờ cho đến cái chỉ số ngày 6 Tây chỉ có 1.00 mà thôi Chỉ số này là dưới số 2 và đương nhiên trên số 2 là thợ đào bán rất nhiều Nhưng mà cái chỉ số bây giờ là chỉ phân nửa mà thôi Nghĩa là thợ đào đã không bán nhiều từ ngày 3 tới tháng 2 tới bây giờ Họ hầu như cũng đã hết hơi để mà bán rồi Tại vì trong vòng giờ một tháng qua chúng ta có nhiều thông tin là thợ đào bán rất là nhiều Chúng ta bây giờ hãy nói tới một cái thuyết khác cũng là của Elon Musk Và cũng là liên quan tới Dogecoin Và ngày hôm qua chúng ta chia sẻ là ngay cả Snoop Dogg cũng đã đăng ở trên Twitter của Snoop Dogg là bây giờ gọi là Snoop Dogg các bạn thấy được là chúng ta đi vào cái Twitter của Thuận đi các bạn mới thấy được cái hình mà Thuận đăng của ngày hôm qua liên quan tới Snoop Dogg thì các bạn thấy được là Snoop Dogg đăng cái hình này tối ngày hôm qua bây giờ là Snoop Doge. thì hôm nay Elon Musk lại đăng cái hình là Elon Musk là người đầu tiên đẩy lên sau đó Jim Simon đẩy lên và cuối cùng đó chính là Snoop Dogg đẩy đồng Doge lên thì các bạn thấy được là chúng ta cũng đã nói tới cái thông tin này ngày hôm qua đây là một trong những điều rất là tốt liên quan đến cái sự hứng thú của những crypto này. Bây giờ rất nhiều người có hứng thú tìm hiểu đồng Doge Vậy quan nghĩ là khi mà họ tìm hiểu đồng Doge rồi thì họ sẽ làm gì? Họ muốn mua thì phải tạo tài khoản và họ sẽ bắt đầu thấy có những loại tài sản khác ở trên thị trường tiền kỹ thuật số này. Chúng ta thấy được là những thông tin này dẫn đến là đồng Doge lại có sự tăng trưởng. Chúng ta nhìn vào trên CoinGecko để không refresh lại các bạn thấy được là trong vòng 24 giờ qua đồng Doge lại tăng 36%, 7 ngày qua đã tăng 157% và 14 ngày qua tăng 755%, còn một năm qua thì cũng không biết phải đọc như thế nào, 2656,2%. Không thể tương tự được, mà thật ra 2656% này không phải là một năm mà trong vòng chỉ có vài tháng qua mà thôi. Và một cái điều khác nữa được chia sẻ hồi sáng này đó chính là Elon Musk có một cái cuộc phỏng vấn nhỏ với lại TMZ thì Elon Musk đã nói là Elon Musk tin tưởng là chúng ta sẽ có một loại tiền điện tử có khả năng cao là sẽ trở thành loại tiền trên thế giới này và khi hỏi là loại tiền điện tử nào thì Elon Musk nói là có thể là có nhiều loại tiền điện tử sẽ hoạt động cùng một lúc chứ không phải là một loại nào riêng biệt hết. Tuy nhiên Elon Musk không nói rõ là ông ta muốn nói về cái lò thần điện tử nào Nhưng mà đây cũng là một cái thông tin đang nổi được chia sẻ rất là nhiều Nhưng mà ít ra thì chúng ta biết được là Elon Musk không phải là chỉ muốn đùa giỡn với mọi người ở trên Twitter khi mà chúng ta thấy đồng Doge mà Elon Musk thực sự là có sự hứng thú liên quan đến tiền kỹ thuật số này. Và tôi muốn chia sẻ thêm một thông tin nữa là nhiều bạn hỏi thần gần đây rất là nhiều về những thông tin mà những đồng mà trước đây là coi như là những đồng mà có tiềm năng rất lớn. Bây giờ thì lại thấy ít người nói tới như là chúng ta nói tới là đồng Tron, hay là chúng ta nói tới là đồng EOS hay là chúng ta nói tới là đồng NEO thì thực ra mà nói khi mà có mùa tăng trưởng này thì nhiều đồng cũng sẽ tăng theo những đồng khác mà thôi nhưng mà nếu chúng ta nói tới cái tình hình bây giờ thì những đồng như là đồng Tron, đồng NEO, đồng EOS thì năm 2017 là những cái đồng mà rất có tiềm năng cũng giống như là đồng Cardano bây giờ rất có tiềm năng để mà cạnh tranh với lại Ethereum nhưng mà các bạn thấy được sau khi những đồng đó có Magnet hay là những cái cập nhật thì cuối cùng các bạn thấy được là cộng đồng cũng vẫn lựa chọn là gây dựng trên mạng lưới của Ethereum cho nên những đồng đó bây giờ không được nhắc tới nhiều nhưng mà tôi nghĩ là trong đợt tăng trưởng này những đồng đó cũng sẽ đi theo cái xu hướng chung của thị trường nghĩa là vẫn có thể có sự tăng trưởng và đương nhiên các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào giả sử như chúng ta nói tới đồng Tron đi thì đồng Tron trong thời gian một tháng qua tình hình như thế nào đồng Tron trong vòng một tháng qua thì tăng 14% Chúng ta nói tới đồng Tezo một tháng qua thì tăng 27%, chúng ta nói tới đồng Neo thì đồng NEO một tháng qua tăng 16% uh, và đồng US và đồng US thì tăng 5,7% trên một tháng qua không có tăng nhiều như những đồng khác nhưng mà các bạn thấy được vẫn có cái sự tăng trưởng tại vì chúng ta đang nằm trong một mùa tăng trưởng còn về tình hình bây giờ thì các bạn thấy được là mọi người vẫn đang quan tâm đến những đồng mà hiện bây giờ đang nổi có khả năng cạnh tranh với lời premium trong đó chúng ta có Cardano mọi người bây giờ vẫn đang tiếp tục chờ đợi Cardano và Cardano trong vòng 7 ngày qua đã tăng 73% rồi và Cardano bây giờ là ở mức là 62 cent rất là cao và Cardano mọi người đang chờ đợi cái cập nhật GoWin để cơ quan hợp đồng thông minh trên mạng lưới của Cardano có đủ khả năng để cạnh tranh với Ether hay là không và đây là một đồng mà được nói tới rất nhiều bây giờ các bạn thì được ngay cả Binance Coin cũng đang được quan tâm đến tại vì sao tại vì Binance Smart Chain có nghĩa là mạng lưới của Binance đã âm thầm tiến tới và thậm chí bây giờ cũng đã có một số những cái DeFi rất là nổi như là PancakeSwap đang được sử dụng trên mạng lưới của Binance cho nên đây cũng là một đồng mà chúng ta cũng cần phải quan tâm đến Các bạn cần phải hiểu là thường có cả hai Binance Coin và Cardano cả hai thường đều thích và cả hai thường cũng đã đều lưu trữ trong thời gian là 3 năm qua rồi Và đương nhiên những đồng khác như là các bạn thấy được là đồng Polkadot cũng là một trong những đồng mà nhiều bạn quan tâm đến. Cho nên trong cái thời điểm này có thể là không nổi trong cái cuộc tăng trưởng của năm 2025 nhưng mà cũng giống như là những đồng mà nổi năm 2013 không còn nổi năm 2017. Cho nên một số đồng mà nổi năm 2017 có thể là không có được nói tới nhiều năm 2021 này đây cũng là một điều mà cũng rất bình thường mà thôi. Tại vì thị trường sẽ thay đổi cái nhìn về tình hình hiện tại. Và đây là những cái thông tin mà thụng muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và chúng ta hãy tiếp tục xem coi là tình hình trong tuần tới đây sẽ ra sao coi coi là chúng ta thấy được là cái phết cái sự lo sợ liên quan tới cme future của Ethereum, có qua nhanh hay là không thuận nghĩ là sẽ qua nhanh nhưng mà chúng ta hãy chờ đợi xem coi suy nghĩ đó có đúng hay không Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này ngày hôm nay Ở cuối video tôi muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ với các bạn một số những cái thông tin liên quan đến những cái dịch vụ và những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital Và bản thân Thuận các bạn cũng đã biết thường là một nhà đầu tư lâu dài và thích trung bình giá cho nên Thuận không có tham gia trading hàng ngày nhưng mà đây là thông tin dành cho những bên nào mà quan tâm và các bạn cần phải cẩn thận tại vì trading thì có nhiều nguy hiểm cho nên không phù hợp với những bên nào mà không chấp nhận nguy hiểm cao cũng như là những bên nào mà sử dụng margin thì nguy hiểm lại càng cao hơn và chúng ta có những cái ưu đãi mà các bạn có thể nhận được như là các bạn có thể được giảm phí giao dịch cũng như là nhận được bonus thì những sàn mà các bạn thường thấy đó chính là sàn margin fx đây là một sàn mà cộng đồng thùng cáp cũng đã sử dụng trong cái thời gian là hơn một năm qua và nhiều bạn thấy cảm thấy là dễ sử dụng và đây là một sàn mà hiện bây giờ không có hỗ trợ US Trader cũng như là các bạn ở Việt Nam, các bạn ở những nước khác thì được hỗ trợ nhưng mà Hoa Kỳ bây giờ thì không thể đăng ký sàn Margin FX nhưng mà những bạn nào mà ở Hoa Kỳ thì cũng không có cần lo lắng quá các bạn có thể tham gia vào những sàn như là sàn LMT đây là một cái sàn mà Margin có hỗ trợ US Trade và hiện bây giờ có chức năng copy trade các bạn có thể là tham khảo những cái link này và đương nhiên tất cả những dịch vụ này các bạn đều có thể bấm vào cái link màu xanh lá cây để điền đơn và group nhận hỗ trợ đây là cái group mà trả lời những thắc mắc của các bạn khi mà các bạn sử dụng những dịch vụ này nếu như mà không trả lời được thì đội của thuận capital sẽ có thể kết nối với các bạn với lại cái telegram chính thức của những cái dịch vụ này và hiện bây giờ sao mt vẫn có một cái ưu đãi độc quyền Bây giờ cho đến khoảng chừng là cuối tháng 2 các bạn thấy được đây là cái thông tin là từ đây cho đến ngày 26 tháng 2 thì các bạn có thể nhận được những cái bonus khi mà các bạn nạp tiền vào sàn LMT này và cái số tiền các bạn nhận vào có thể là lên tới cái con số là 400 đồng theo được coupon và các bạn thấy được là các bạn chỉ cần nạp 100 đồng USDT thôi thì các bạn sẽ nhận ngay 10 đồng theo được coupon. Đây là cái ưu đãi hiện bây giờ của sàn LMT. Chúng ta bây giờ hãy nói tới cái sàn kế tiếp đó chính là sàn mà rất nhiều bạn quen thuộc đó chính là sàn Binance Thì sàn Binance.com đó nghĩa là sàn Binance quốc tế đó hiện bây giờ thì không hỗ trợ US Trader Tất cả những cái quốc gia khác thì đều hỗ trợ ngoài trừ là Hoa Kỳ mà thôi Thì sàn này bây giờ các bạn có thể đăng ký thông qua liên thuận capital trên màn hình Các bạn sẽ được giảm 20% phí giao dịch spot như như dịch thông thường và các bạn có thể được giảm 10% phí giao dịch futures và có hai cái link các bạn chỉ cần đăng ký một trong hai link thì có thể nhận được cái bonus cho cả hai và nếu như bạn là một người ở Hoa Kỳ thì các bạn có thể tham gia vào sàn Binance US Hiện bây giờ sàn này đã hỗ trợ thường nhớ là lên tới 40 tiểu bang rồi thì các bạn có thể tham khảo thông tin ở cái nơi này và các bạn có thể là tham gia vào sàn Margin Bybit một cái sàn rất là lớn hiện bây giờ và sàn này các bạn có thể được giảm 10% phí giao dịch tháng đầu và các bạn có thể tham gia vào sàn Coinbase đây là một sàn mà thường nghĩ là không cần phải giới thiệu nhiều đây là một sàn mà hỗ trợ Hoa Kỳ, Anh Úc và 27 quốc gia khác các bạn có thể nhận được 10 đô la sau khi các bạn mua 100 đô la đầu tiên khi các bạn đăng ký tài khoản thông qua liên của Thuận Capital lần đầu và ứng dụng BlockFi. Đây là một cái ứng dụng landing có lãi các bạn có thể gửi tiền vào để mà nhận lại hàng tháng và bây giờ thì có bonus lên tới 250 đô. Và đây là một ứng dụng mình thường đã sử dụng trong thời gian dài thường đã từng chia sẻ với các bạn. Và đây là một công ty rất lớn ở Hoa Kỳ. Và cuối cùng, Crypto Coin thường nghĩ là nhiều bạn cũng quen thuộc. Đây là cái dịch vụ hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu phân tích on-chain mà chúng ta thường hay sử dụng. Các bạn có thể nhận được 30 đô la credit khi các bạn nâng cấp tài khoản với nhiều tính năng bằng cách đăng ký thông qua link của Thuận Capital. Đây là những cái thông tin cơ bản liên quan tới những dịch vụ này. Nhưng mà nào mà có thú thì có thể bấm vào cái link bên dưới để tìm hiểu thêm những cái thông tin liên quan tới những dịch vụ này. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.